Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, thông qua các chương trình xúc tiến thương mại giữa Quảng Bình với các tỉnh thành trên cả nước, cũng như quốc tế, đã giúp cho người tiêu dùng biết đến và ủng hộ các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương. Nhiều sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, bao bì đóng gói hiện đại được tiêu thụ ở nhiều thị trường, các thành phố lớn trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Tại Quảng Bình, đề án OCOP đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu mang tính đặc trưng lợi thế của từng vùng trên địa bàn, từ đó nâng cao chất lượng đời sống nông dân. Tính đến nay, toàn tỉnh có 145 sản phẩm được công nhận đạt OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 19 sản phẩm đạt 4 sao. Thời gian qua, để hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ nông sản, các sở, ngành, địa phương của tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động kết nối với các địa phương trong cả nước, cũng như đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, thực hiện chương trình chuyển đổi số nông nghiệp, thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ phối hợp với các ngành địa phương thực hiện những chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kết nối sản phẩm OCOP trên nền tảng số, ứng dụng thương mại điện tử làm cầu nối để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử có uy tín. Hiện tại là sản phẩm của chúng tôi là đã được giấy chứng nhận của cấp tỉnh và được hai sản phẩm OCOP, đó là bột mì tinh và nghệ viên mật ong. Từ khi mà đưa lên các giấy trắng của FB, họ cũng đã là tín dụng. Sản phẩm của tôi là nhiều người biết đến và càng vươn xa. Tôi cũng tìm tôi và đi tìm được các cái tỉnh bàn, cũng như các sở ban ngành tạo điều kiện cho là đi liên hệ qua các trang web Facebook, Zalo. Và tôi đã tìm được nhiều bán hàng để đưa các cái mặt hàng của hợp tác xã mình là vươn đi tới các tỉnh bàn. Từ ngày mà cái sản phẩm tinh bột nghề với cái sản phẩm bánh xoài là được cái giải miền Trung Tây Nguyên với là sản phẩm OCOP, là từ đó là cả cái sản phẩm là cả cái siêu thì người ta cũng tự tìm tới thôi. Trong quá trình đồng hành thì chúng tôi luôn luôn nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm khuyến công về lĩnh vực xúc tiến thương mại, kết nối để cho chúng tôi được tham gia các cái hội nghị kết nối cung cầu, tham gia các hội chợ phiên chợ quốc tế. Nhờ đó các sản phẩm của chúng tôi cũng đã có mặt trên thị trường từ Thái Lan, Nhật, Nga, và có các cái hội chợ xúc tiến trong nước thì chúng tôi đã có sản phẩm của chúng tôi đã có mặt trên các kệ của các cái kênh bán lẻ cao cấp như Co.Mark, Co.Phúc và một số cửa hàng nông sản sập trong toàn quốc. Mặc dù có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP nhưng Quảng Bình vẫn thiếu sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao. Theo đánh giá của giới chuyên môn, các sản phẩm có nguồn gốc, lợi thế địa phương của Quảng Bình còn hạn chế về bao bì, đóng gói và khả năng cạnh tranh, chủ yếu tiêu thụ tại địa phương. Đa số các chủ thể có sản phẩm OCOP là những đơn vị sản xuất nhỏ lẻ, hạn chế về quy mô sản xuất, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Cũng theo Sở Công Thương Quảng Bình, tỉnh đang đẩy mạnh tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu đặc trưng tại địa phương, chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế và điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường, triển khai thực hiện chu trình OCOP thường niên, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung, cầu, sản phẩm, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng và triển khai các dự án thành phần trong chương trình OCOP. Câu chuyện mà để đồng hành cùng với doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp đưa các cái sản phẩm hàng hóa là công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP cũng như là đặc sản của tỉnh Quảng Bình vào các cái chuỗi cung ứng và vào tiêu thụ ở các cái thị trường ở trong tỉnh, trong nước cũng như xuất khẩu ấy, thì Sở Công Thương được sự chỉ đạo rất là sát sao của Bộ Công Thương và Ủy ban tỉnh, thì những năm qua Sở cũng đã xây dựng các cái kế hoạch, rồi các cái chương trình hội nghị, hội thảo tư vấn cho các cái đơn vị sản xuất để làm sao đó bên cạnh cái chất lượng sản phẩm thì cái bao bì nhãn mác cũng như là cái hồ sơ pháp lý của sản phẩm là hoàn thiện một cách tốt nhất, để từ đó khi đưa vào các cái kênh tiêu thụ thì không gặp một cái vấn đề vướng mắc nào. Được biết thời gian qua, Quảng Bình đã tích cực phát huy vai trò cầu nối, giúp doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng và đối tác khách hàng tiềm năng, tiến tới ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm có giá trị, qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, phát triển mở rộng thị trường, định hướng xuất khẩu.